Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vùng nhiễu động khí quyển ở mực 5.000m từ phía Tây di chuyển sang đang tác động mạnh mẽ đến thời tiết các tỉnh khu vực Bắc Bộ cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ngày hôm nay thì mưa dông đã bao phủ trên toàn bộ khu vực Tây Bắc Bộ. Một số nơi xuất hiện mưa vừa mưa to với lượng phổ biến từ 20 cho đến 30mm. Trong đêm nay cũng như ngày mai, vùng mưa này sẽ mở rộng dần sang phía đông của Bắc Bộ, đồng thời lấn sâu xuống các tỉnh phía Bắc của khu vực miền Trung, khiến cho nhiệt độ ngày tại các khu vực này tiếp tục giảm nhẹ. Trời rét cả ngày với mưa nhiều và ẩm cao, các hoạt động du lịch tại đây sẽ tạm gián đoạn. Tuy nhiên, thời tiết này cũng sẽ chỉ duy trì trong khoảng 1 đến 2 ngày. Sau đó, khi mà vùng nhiễu động đi qua miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ trở lại tình trạng khô ráo hơn, cùng với những tia nắng nhẹ sẽ xuất hiện vào trưa và chiều, tạo điều kiện cho các hoạt động du lịch quay trở lại. Trong khi đó, thì các tỉnh khu vực Nam miền Trung, từ Đà Nẵng xuôi xuống khu vực Bình Thuận thì thời tiết 24 giờ tới tiếp tục tình trạng ổn định và ít mưa. Nắng nhẹ cùng với tiết trời lành lạnh về khuya sẽ duy trì từ nay cho tới cả những ngày Tết Nguyên đán, đang tạo điều kiện cho du khách về đây ăn Tết, khám phá thiên nhiên cũng như là các hoạt động văn hóa lễ hội diễn ra trong những ngày xuân Đất Mùi. Tại khu vực Tây Nguyên thì thời tiết tiếp tục không mưa và nắng cùng tiết trời lạnh về khuya và sáng sớm. Nơi đây cũng là một trong những điểm đến lý tưởng nhất của dịp Tết cổ truyền này. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì giao thông đã giảm hẳn mật độ khi mà suốt tuần qua khá nhiều người đã rời thành phố về quê ăn Tết. Tại đây cũng như là những tỉnh thành khác của Nam Bộ, thời tiết vẫn duy trì nắng ráo và hoàn toàn không mưa. Xuống nhiệt độ đêm có sự tăng nhẹ, song trời về khuya và sáng vẫn còn mang cảm giác lành lạnh, dễ chịu, thích hợp cho hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết cho các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Tại khu vực Tây Bắc, trời nhiều mây, có mưa dông, có nơi có mưa vừa, mưa to. Cuối ngày thì mưa giảm dần và trời rét. Tại Sapa có mưa, nhiệt độ từ 7 đến 11 độ. Tại thành phố Tam Đảo cũng có mưa, nhiệt độ từ 11 đến 13 độ. Tại Điện Biên có mưa dông, có nơi mưa vừa, mưa to với nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Tại khu vực Đông Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Riêng tại khu vực vùng núi và Trung Du sẽ có mưa vừa mưa to kèm theo dông. Nhiệt độ ngày giảm nhẹ, trời rét. Thời tiết khu vực này cũng không mấy thuận lợi cho du lịch. Cụ thể, tại Hà Giang có mưa, có nơi có mưa vừa mưa to và dông. Nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Còn tại Hạ Long và tại Hải Phòng đều có mưa với nhiệt độ trong khoảng là 16 đến 19 độ. Tại khu vực miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân thì mưa tăng lên và mở rộng dần về phía Nam, nhiệt độ giảm nhẹ, trời rét với mức nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại Sầm Sơn, Phong Nha, Kẻ Bàng và tại Huế dao động từ 16 đến 17 độ, cao nhất trưa mai từ 20 đến 23 độ. Các hoạt động du lịch trong vùng cũng sẽ chịu ảnh hưởng phần nào do mưa và rét. Tại khu vực miền Trung phía Nam của đèo Hải Vân, mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, thời tiết có phần thuận lợi hơn hẳn cho các hoạt động du lịch tham quan của du khách. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ từ 19 cho đến 26 độ. Tại Hội An, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Và tại Bà Nà, nhiệt độ chỉ từ 14 đến 22 độ. Tại khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu thì thời tiết vẫn duy trì nắng nhiều, tiết trời đẹp và không mưa, thích hợp cho du khách tới đây trong dịp cuối năm. Với nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 19 cho đến 22 độ và cao nhất trưa mai là từ 27 đến 29 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết ổn định, nắng nhẹ và không mưa. Tuy nhiên, độ ẩm thấp sau thời gian không mưa kéo dài khiến cho tiết trời khá là khô hanh. Tại Pleiku, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Tại Buôn Ma Thuột, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Và tại Đà Lạt, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Thưa quý vị, không rét như Đà Lạt, cao nguyên Bảo Lộc có tiết trời dịu mát, thiên nhiên lại trong lành nên cũng là một trong những điểm đến phù hợp cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng với những đồi chè xanh ngút tầm mắt. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều thác hồ đẹp, trong đó phải kể đến thác Dam Ri có độ cao khoảng 60m, nằm giữa khu rừng nguyên sinh. Du khách có thể đứng trên cầu xi măng dài hơn 20m bắc qua suối để thưởng thức khung cảnh hùng vĩ của thác. Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động thú vị khác như là cắm trại, đua thuyền hay là cưỡi voi. Xin được chuyển sang phần dự báo cho khu vực Nam Bộ. Thời tiết tốt cũng thuận lợi hơn cho các hoạt động dịp lễ Tết của người dân Nam Bộ. Tại một số địa điểm du lịch như là tại Tây Ninh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Và tại U Minh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết tại hai địa điểm du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo. Ở vùng biển ngoài khơi khu vực Nam Bộ, thời tiết tốt, tầm nhìn thông thoáng, tàu thuyền ra vào dễ dàng giữa Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc. Song tại khu vực Côn Đảo thì sóng gió vẫn còn khá mạnh, do vậy cần chú ý đề phòng gió giật. Với nhiệt độ tại Côn Đảo dao động từ 24 đến 29 độ, còn tại Phú Quốc nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.